Chào bà con nha. Hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2022, mời mọi người đến với phiên sáng nay. Bữa nay thì cũng gần lễ, mọi người đi chơi thì cũng dặn em là thứ hai mới gửi hàng. Nhưng mà không sao hết nha. Bên bưu cục thì có thể là shipper người ta không có đi giao hàng, nhưng mà qua ngày 1 tháng 5 là họ đi giao bình thường rồi. Cho nên là hôm nay 28 thì em gửi 3-4 ngày đến á, thì cũng bình thường hết, không sao hết. Mọi người cứ mùng 2, mùng 3 mọi người nhận coi vẫn khỏe bình thường, không sao hết nha. Cho nên là gửi thì vẫn cứ gửi bình thường. Còn bác nào mà nhắm mà không gửi được thì cứ nhắn cho em là để lại vườn, rồi khi nào gửi thì nhắn em gửi thôi. Rất là bình thường nha, chứ không sao hết. Nếu mà trúng lễ người ta không phát kịp thì qua lễ hợp pháp thôi. Cây nó vẫn rất là khỏe. Trước mặt mọi người là cây hương rừng nha. Cây này mấy bữa em bán nó có nụ đây, thì để lại chờ nó nở đây. Mà bông hôm nay nó nở rất là đẹp luôn mọi người. Phải nói là rất là xuất sắc chứ không phải là xấu. Mấy bữa bán thì chỉ có lấy video của những năm trước cho mọi người xem ảnh hoa, nhưng mà hôm nay là có hoa trực tiếp luôn. Mùa này mùa hoa cho nên là hoa nó rất là nhiều. Cây này có được 2 bông thì nó nở rất là trọn vẹn về khuôn lưỡi cánh. Mọi người thấy là cánh sáp rất là dày và bóng luôn nha. Khuôn tim lưỡi ống dài và bệt rất là đậm. Cái này là em quay ở trong mát đây, em ngồi trong giàn là mọi người biết rồi đúng không? Chứ em không có đem ra ngoài nắng, bởi vì hôm nay em quay trễ, 9 giờ kém em mới quay, mà nắng lắm không có chịu được. Hôm nay cũng hơi mệt mệt nên là không có đem ra nắng, đang để trong giàn quay đó. Đó, bông hoa bay nè, rất là đẹp. Đấy, cái giờ 9 giờ kém nè mà mọi người thấy nó bay như thế này, tầm tiếng nữa là nó bay siêu đẹp luôn đó. Bông này nha, lửa rất là đậm đậm đó, mọi người nhìn góc nghiêng bông hoa rất là đẹp, bay nó giống như là một cái cánh chim bay á đó. Nó giống như là một, đúng là một con phượng hoàng lửa đang bay luôn đó. Rất là đẹp. Hôm qua em bán phượng hoàng lửa thì hết sạch rồi nha, không còn cái nào hết, bởi vì hàng đó thì lâu lâu mới có lô mà khách lại ưng. Đấy, cây bệt hương rừng đây nha mọi người, mời mọi người ngắm lại hoa. Cái nụ dưới này thì nó cũng mới nở nè, ngày hôm nay nó mới chớm thôi mà cánh nó cũng khá là bay vút rồi nha. Đó, nụ dưới đây nè, mọi người thấy không? Đấy, bông này là bông cánh tím màu bình thường thôi, khuôn bệt đậm mà nó cũng rất là thơm. Giả hạt mùa này nó thơm mọi người. Hôm nay thì em ngập tràn hoa luôn, rất là nhiều hoa. Chậu này thì nó 3 mầm gốc nha, chậu này em bán 800. Đó, 800 cho 3 mầm gốc. Và trên này nó có kỳ nữa nè, trên này nó có kỳ nữa. Hoa thì nở rồi, mọi người về dưỡng giống cho mùa sau ngắm hoa thôi, hoặc là chờ các cái mắt dưới nó sưng nha. Nhưng mà được cây hoa nở này là biết là chuẩn cây rồi. Với lại vườn lấy cùng lô nên mọi người cứ yên tâm. Đi vô trong này thì em có chi tiết nè. Đó, chi tiết các chậu thì hôm nay em bán đồng giá là 600 nghìn một chậu hết nha. Em không có phân hàng nữa. Nay em đấy, như em nói là em hơi mệt tí nên là thôi em bán đồng giá luôn. Bác nào xem trước chốt trước thì lấy chậu lớn nha. Chậu số 1 nè, 600. Đang lên 2 mầm gốc rất là đẹp nha. Đó, thì em cứ tính là 300 nghìn một mầm gốc thôi. 2 mầm là 600. Đây chậu số 2 cũng là 600. Bắt đầu xem trước là chốt chậu này quá đẹp luôn nè. Bay lên 3 mầm gốc, trên này có 2 kỳ nữa nha. Đó, chậu số 2 tương tự 600. Số 3 nè, 600 luôn. Số 3 này. Số 3 này gì nó hơi xấu đấy. Chắc là bác không bán nào lấy đâu thì kệ. Các bác cứ lấy chậu đẹp nữa đi. Chậu xấu để đó sau em lại giảm giá em bán tiếp. Số 4 nè, 600. Cái này cũng rất là nhiều đầu nha, chi chít các đầu luôn. Đó, chậu số 4. Số 5 600 đang có 2 nụ nha, về ngắm được hoa và trên thân này nó sưng được 2 kg lớn rồi. Nhưng mà mầm gốc nó chưa có lên nha. Đó là chậu số 5. Rồi, chậu số 6. Đây 600. 6 cũng là 600 luôn. Chậu số 6 thì trên này nó có kỳ to đùng nè, và dưới thân dưới thì cũng có rất là nhiều kỳ. Một mầm gốc đang sưng nè mọi người. Chậu nào cũng khỏe hết á. Chậu nào mà nó không lên mầm gốc thì bù lại nó lên kỳ rất là nhiều. Số 7 kỳ không là kỳ nè. Đó, số 7 nè, 600 luôn. Bác nào không lấy cây lớn thì lấy kỳ như thế này nha. Em vẫn bán kỳ cho nó là 200 nghìn một kỳ. Thì trong vườn em nhiều lắm, em cắt ra em gửi cho mọi người. 200 thì kỳ nó dài trên 5 sen nha, còn 100 thì kỳ dưới 5 sen. Đó, nên là các bác thích lấy chậu nào cũng được. Và chậu số 8 này toàn kỳ là kỳ này, cũng là 600 luôn. Đó, thì tùy các bác ưng lấy sao là lấy, em có nha. Một là mua chậu 600, hai là kỳ trên 5 sen á thì 200, mà kỳ dưới 5 sen là 100, thì em có rất là nhiều. Thì đây là lô bệt hương rừng nha mọi người. Đó, cây rất là đẹp khỏe, trồng theo chế độ tự nhiên, không chăm sóc gì nhiều, hoa nở vẫn đậm đẹp nha, cây bùng gốc lên đẹp. Tiếp theo là mời các bác ngắm bông bệt bầu lưỡi đỏ nha. Đây, bệt bầu lưỡi đỏ thì cái giò này nó rất là đã. Đây,
Về mọi người còn chơi được hoa nữa cơ. Đây nhìn cái nụ này, rất là bầu luôn nha. Đây nụ cực kỳ bầu như thế này luôn. Nó là tím đỏ, nó là lưỡi đỏ rồi, không phải bệt nha, lưỡi đỏ. Đó, cái sắc đỏ của nó như thế này. Bông hoa này thì nó nở nhiều cho nên là cánh nó cụp nhá, nó không có bay. Thường nó nở một hai bông là nó rất là bay. Còn bông này mọi người thấy là cánh nó cụp này. Nhưng mà cái khuôn bầu rất là đẹp đúng không? Đây, khuôn bầu rất là đẹp. Hoa thơm kinh khủng. Nó vẫn còn một thân hoa này mọi người. Đây, một thân hoa nha. Ủa cái thân này nó già mà nó cứng, nó khỏe lắm mọi người. Rồi thân này nên thì nó mới chớm nè. Nó mới chớm thì màu nó còn đỏ tươi rói luôn. À, thân số 2 này, thân hoa số 2 này. Rồi thân số 3 này, số 4 này. Ui, về vẫn còn chơi hoa được phê lắm. Để xe cái này chít ra đây cho mọi người dễ thấy được cái mầm gốc của chậu này. Treo lên. Mầm gốc thì nó có tới thế nào? 1 2 3 4 đây. Quay cũng hơi bị khó này chứ. 1 2 3 4 5, 5 cái mầm gốc nha. Mà mầm gốc đế lên rất là lực, cực kỳ là khỏe luôn. Đó, để lên rất là lực khỏe. Thì chậu bầu này giá là 1 triệu nha. Đó, nguyên chậu bầu này giá là 1 triệu. Thì nó có tới 4 mầm gốc. Mà mầm gốc lên rất là khỏe. Về mọi người chỉ treo lên thôi, treo lên rồi chơi thôi, không cần làm gì hết nha. Dành cho cái khuôn bầu lưỡi đỏ này. Đó, rất là xuất sắc, rất là đẹp. Cánh bầu nhìn đã quá. Về chỉ treo lên như thế này là nó đẹp thôi. Hoa nhiều này là nó bao đẹp rồi. Cũng chả cần nó bay nhiều đúng không mọi người. Này, nó sai từ giữa ngọn đến chân luôn mà. Trời ơi, nó thơm, quay mà nó thơm ngất ngây luôn. Phi điệp này nó thơm. Đó là chậu bầu số 1 nha. Chậu bầu số 2 là cùng giống với nó nè. Thì nó có một gốc nè, hai gốc nè, ba gốc nè. Và tương tự cũng có một thân hoa nè. Đó, mọi người thấy lưỡi đỏ ghê không? Lưỡi đỏ siêu đẹp luôn. Rồi, hai thân hoa nè, vừa mới hé nè. Cái này vận chuyển về thì ba mấy bác vẫn ngắm được hoa. Nó hoa nó sẽ bị tàn dập một chút nhưng mà nó sẽ tơi tả, nhìn nó không có được đẹp như ở đây đâu, nhưng mà vẫn chơi được. Ví dụ thân nhỏ là vẫn chơi được. Thì chậu này giá là 500 nha, ba mầm gốc nè. Còn chậu lớn kia 1 triệu. Thì mấy bác chậu lấy chậu 1 triệu thì nó vẫn tiếp hơn. Thì tiền lớn thì mình sẽ được cái cây đẹp mà. Rồi nha, đó là hai cái chậu bầu. Qua bên này mời các bác ngắm hoa bè quốc dân nha. Cây này thì em bán nhiều rồi, bán từ cả 4-5 năm nay rồi. Và nó cũng là cái cây bệt rất là nổi tiếng rồi. Đó, bè quốc dân đây. Ở trên chậu thì nó sẽ ghi là đà ròn nha. Hoặc là nhiều chỗ thì ghi là ma bó, hoặc là bệt mù. Thì cũng đều là nó hết nha mọi người. Do có nhiều khách nhận hàng về thấy ghi tên khác là họ, ủa sao thấy ghi tên khác. Thì cái video nào em bán hàng em cũng nói rất là nhiều rồi. Đây, khuôn hoa rất là to, bệt cũng khuôn tim và nó đậm. Người ta gọi là nó là quốc dân bởi vì cái tính ổn định của nó. Nó nở qua nhiều năm, nhiều lần, nhiều chậu, nhiều nơi thì nó đều đậm như thế này hết. Cây quốc dân thì hầu như là nó không có trắng đầu lưỡi nhiều giống như cây tích hoặc là số hên hay là những cây mũi trắng khác nở tại Lâm Đồng nha mọi người. Đó, nó nở nó vẫn giữ được cái độ đậm của nó. Cái lô hôm nay thì em lấy của cái vườn anh này chăm rất là nhiều nắng luôn. Cho nên là cây nhìn hình thái cây nó rất là khỏe mạnh và nó đẹp. Đẹp lắm mọi người. Em nhìn cái thân già em rất là ưng. Thân già kiểu phong trần sương gió đó, cứng cáp á, giống như một cái người đàn ông mà từng trải dày dặn kinh nghiệm này kia các kiểu á. Mình thấy cái thân già nó rất là cứng luôn. Có nhiều chậu thân già rất là đẹp chứ không phải riêng gì những cái chậu quốc dân này. Mà hôm nay nhiều hàng quá thì em cũng không có lên hết. Hẹn mọi người tối nay nha. Tối nay là em sẽ like rất là nhiều cái hàng VIP luôn, chia sẻ cho mọi người. Đó, bốn chậu nào cũng có hoa hết, nở rất là đẹp. Em sẽ đi vô chi tiết từng chậu nha. Rồi, chậu số 1 nè. Thì nó có một cái nụ thôi, hoa nó cũng nở rồi. Thì về với bác yên tâm là hoa này thôi, chồng cũng sợ sai hoa thôi đấy nha. Có về mình dưỡng giống thôi, năm sau mình chơi hoa. Nó vẫn còn sưng rất là nhiều mắt. Chậu này thì nó có ba mầm gốc ở dưới với lại một cái kỳ ở trên nha mọi người. Đây, ba mầm gốc ở dưới với một kỳ ở trên, rất là phát luôn. Thì nguyên chậu này em bán giá là 1 triệu thôi. Vì bình thường em bán một chậu không là đã 250 rồi. Chậu năm 1 á, kỳ không á. Mà cái này ba mầm gốc thì nó rất là lực. Với trên này nó được kỳ nữa. Mọi người mua chậu thì khi nào nó cũng rẻ hơn so với mua hàng kỳ. Mình mua cây càng lớn thì giá nó càng rẻ nha. Thì đây là chậu số 1 nha. Cây cái bông này nó quá là đậm đẹp. Vận chuyển về thì nó không bay không đồ là bình thường rồi mọi người. Bởi vì đi xe về mà lấy đâu mà hoa nó bay. Mọi người chỉ biết là nó chuẩn giống này kia thôi. Còn hoa nó nở tại vườn em thì nó đủ cái sức sống, đủ độ thì nó mới bay nha. Đó, còn bông này nó cũng bay nè. Nhưng mà mình vận chuyển về mình xách rô xách ra là nó sẽ bị dập lá này kia, rồi bị tơi hoa này kia các kiểu. Nhưng mà mọi người thấy khuôn nó vẫn rất là ổn định. Rồi các cái cánh của nó vẫn rất là to. Rồi đó nha.
Thì đây là chậu số 1 này, giá là 1 triệu. Đó, bông hoa rất là to luôn, cực kỳ là to. Cái này là em quay trong mát rồi đó nha. Em mà đem ra ngoài nắng nữa là mọi người thấy nó, trời ơi, phải gọi là siêu đậm luôn. Rồi, chậu số 2 này. Đây, chậu số 2, hoa đây. Cũng có tí nắng chiếu vô. Chậu này thì nó được tới 3 thân hoa nha. 3 thân hoa, một thân này. Nụ bầu khá là đẹp, hai thân nè. Rồi. Đấy, ba thân. Đấy, bạch quốc dân. Mầm gốc thì được tới 5 cái mầm gốc chia chít nhau hay sao á, hai mầm gốc lớn với ba mầm gốc bé nha. Mà được ba cái thân hoa. Nguyên chậu này là 2 triệu nha mọi người. Đó, chậu lớn này là 2 triệu. Thì chậu này về mọi người vẫn còn chơi được hoa, với lại mầm gốc nó tới 5 mầm gốc, gần như là nó gấp đôi chậu bên kia. Đó, cho nên tính 2 triệu thì rất là hợp lý rồi. Chậu số 3. Chậu số 3 này thì bác nào lấy thì em bán luôn, còn không thì để là em cắt kia em bán sau cũng được. Một thân hoa này. Ui trời, hoa phải nói là nó đậm. Rồi, trên này là cắt vàng, vàng ki. Cái thân già này thì nó ra ki. Đó, mới bắt nhìn cái thân già nó cứng mà nhìn nó đẹp lắm, nó cứng nó khô mà nhìn cái vẻ nó rất là phong trần á. Rồi. Cái vàng này thì nó mọc cũng phải chục ki, mỗi ki ít nhất 100.000 thì đã được 1 triệu rồi. Rồi mầm gốc nè, 1 2 3 4 cũng 5 cái mầm gốc. 1 triệu nữa là 2 triệu. Chậu này 2 triệu rưỡi em mới bán được nha. Đây, chậu số 3. Số 3 là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi là chưa tính hết ki đấy. Trên thân nó toàn bộ ki nó cũng phải được cỡ 15 ki, rồi 5 cái mầm gốc nữa. Rồi chậu số 4 đây. Chậu số 4 tương tự là lên 4 mầm gốc rất là đẹp. Rồi trên thân này nó mọc được cũng gần 10 ki. 2 4 6 7 7 cái ki. Rồi hoa đây nha. 7 ki là 700, 4 mầm gốc. 4 x 3 12. Chậu này 2 triệu luôn nha. Đó, chậu này cũng là 2 triệu này. Đó, chậu này bởi vì mầm gốc nó lên với lại ki nó nhiều quá cho nên là cũng phải tính ki nữa, chứ bán mà ấy không thì cũng thiệt cho mấy bác mà mua chậu nhỏ hơn đấy nha. Đó, 2 triệu thì em báo giá là cụ thể rồi, mọi người xem chi tiết rồi chốt nha. Bên này là lan bi an, đồng giá 400.000 một chậu nha. Số 1 nè, 400. Trên này sưng cả đống ki luôn. 2, 400. Mầm gốc đang lên. Số 3, 400. Số 4 nè, 400. Và số 5, 400. Năm cánh trắng là mi an nha. Cây khuôn chúm chím rất là đẹp. Cây này thì nó đặc biệt hơn so với lâm đồng và các cây khác. Lan Bi An với Lâm Đồng là hai cây khác nhau nha. Nhiều khách cứ nhầm nó là một cây, nhưng mà thực chất là hai cây. Lan Bi An thì giống nó khỏe hơn, nó xiên hoa hơn, xiên kỳ hơn. Còn Lâm Đồng thì nó khó trồng hơn tí nha. Đó, thì đây là cây Lan Bi An. Bên này là ám đức quả Thanh Sơn Phú Thọ nha, gọi tắt là ám Phú Thọ. 150 chậu nha, em còn 4 chậu. Chậu số 1 này, 150. Số 2, 150. Số 3, 150. Và số 4, 150. Chậu 3, chậu 2 với chậu 4 thì nó không có lên mầm gốc nha, mà nó lên ki. Ki nó sưng trên này. Đó. Nó không có lên mầm gốc, hình như mầm gốc nó hư rồi nè. Mầm gốc thấy con gì ăn rồi nên là thấy nó không có lên nữa. Nó sưng ki nha. Thì đó mới bắt cái chọn cây mà lấy thôi. À nha, 4 chậu ám được quả. Một bông này rất là đẹp, mắt nó rất là sắc đậm, nó là cây ám. Tiếp theo có hai chậu lâm sung nha mọi người. Hàng này là hàng hàng hiếm, không có đâu. Lâu lâu mới có giống thôi. Bán nào nhanh thì lấy được nha. Chậu số 1 này, giá là 3 triệu. Thì cây này nó được 5 sen thôi mọi người nha. Nó được 5 sen thôi mà nó mắt gốc nó sưng rồi. Đó, mọi người thấy không? Mắt gốc sưng rất là đẹp. Được 5 sen thôi chứ không có nhiều đâu. Cái này thì đi lên vườn người khác rồi năn nỉ mua họ mới bán, chứ hỏi lâm sung thì không có đâu. Đây nha. Lâm sung bây giờ mắc như quỷ, ai cũng săn lùng mà không có giống cho nên rất là mắc. Chậu số 2 nè. Đó, chậu số 2 là 2 triệu 8 nha mọi người. Đây, số 2 là 2 triệu 8 nè. Thì cũng tương tự vậy. Số 2 thì mọi người thấy đó, mắt gốc nó cũng sưng rồi. Nhưng mà nhìn nó ốm hơn bên kia tí, cho nên là em tính là 2 triệu 8 nha. Đó, thì được 2 chậu thôi. Bác thích lấy chậu nào thì lấy nha. Còn lâm sung ở trong chỗ em là giá nó như vậy. Rẻ nhất thì vừa 2 triệu rưỡi 3 triệu kỳ như này, chứ còn mấy bác mà mua ở đâu mà 5 600 ngàn hay là 2 300 nghìn mà bảo em xong rồi đấy bán cứ như vậy thì em chịu rồi nha, không có giá đó đâu. Còn bên này là trà gừng nha. Đấy,
Trà gừng thì nó cũng ngang ngửa với lâm sung á, nhưng mà giá của nó sẽ được mềm hơn tí nha. Hôm nay em có 4 chậu mọi người, mới về được lô 4 chậu này rất là đẹp. Chậu số 1 này giá là 3 triệu, thì nó là cây năm 2 rồi nha. Nó lên một mầm gốc, và mầm gốc đứng thì nó có mầm gốc kia đang đi ngọn như thế này. Đó, đây là chậu số 1 này, giá là 3 triệu. Bây giờ đi mua trà gừng với lâm sung rất là khó. Trà gừng thì nó còn nhiều giống thì còn săn được, chứ còn tìm lâm sung không ra luôn á. Lâm sung giờ ở Lâm Đồng đo theo sen, đi mua là 200.000 sen mọi người. Rất là khó, dành cho cái cây lớn á. Coi mà dư hôm bữa em bán 10 triệu á, chứ còn lại là nhỏ lên thì họ bán theo kỳ. Đó, 2 triệu rưỡi, 3 triệu kỳ. Đấy, thì đây là chậu số 1 trà gừng nhé, 3 triệu này. Đó, rất là đẹp. Trà gừng thì được cái thân lá nó xanh, lá rất là tròn, và trồng nhiều nơi thì nó còn lên sọc nữa nha mọi người. Đó, nhưng mà so với lâm sung á, thì mọi người lại thích lâm sung nhiều hơn, cho nên là cây lâm sung nó rất là đắt là như vậy. Đó, cây nào mà được mọi người ưa chuộng săn lùng mà nó ít giống thì tất nhiên là nó đắt thôi. Lâm sung bây giờ giá của nó thì vẫn còn rất là cao, nó không bị mất giá nhiều giống như những cây va Phú Thọ. Chứ nhiều ông cứ bảo là sấy sơ va Phú Thọ ho rất nhiều, mà lâm sung giờ bằng 1/10 mà sao bán vẫn cao. Giống như có ông khách năm ngoái mua của em cây 6 triệu á. À, cây lâm sung 6 triệu hình như nó được 5 7 sen gì đó, xong bây giờ lại bỏ là Phú Thọ với HO rất nhiều, thì lâm sung bây giờ chắc còn cũng 1 triệu. Rồi, đây là cây số 3 nhá. Cây số 3 này thì giá là 3 triệu rưỡi nha mọi người. Cây số 3 là 3 triệu rưỡi này. Đó, cây số 3 3 triệu rưỡi. Rồi, cây số 4 này, mãi nói chuyện xong rồi quên nói cây số 2 luôn. Cây số 4 nè. Cây số 4 thì em cũng tính là 3 triệu rưỡi luôn nha. À, hai cây này thì nó như nhau. Cây số 4 thì nó dài hơn tí bởi vì ngọn nó đi dài. Cái cây số 2 là cây một thân á nha mọi người. À, cây số 2 một thân đó thì cũng 3 triệu luôn nha. Đó, đó, cây số 2 này thì cũng 3 triệu luôn nè. Bên này là HO nha, lâu lắm rồi mới bán lại cây này. Bởi vì trong vườn nhiều, thấy cây này là ngán, nhiều nó nhiều quá là ngán mọi người, nhiều quá là không có phân hàng để bán luôn, nên là cứ để đây. Nay chọn mấy cây đẹp nhất đi bán đây. Mấy cây này thì nó dài, sao là tầm 50 sen á nha, tầm 50 sen thì em bán là 700 nghìn một sen một cây nha mọi người, quên 700 nghìn một sen. Đây 700 nghìn cây. Cây đẹp quá đi, cây rất là mập nha mọi người. Cực kỳ mập và đẹp luôn á. Đó. Đó, cây số 1 này 700 thì chưa được 20.000 một sen. Nếu mà 50 sen thì cây này tầm cỡ 1 triệu nha. Nhưng mà bán 700 thì bây giờ cây nó bán mình bán theo thị trường thôi, nó xuống thì mình bán xuống, nó lên thì mình bán lên. Nhưng mà cái lô này là đợt trước em mua mọi người. Em mua cũng 15.000 một sen rồi, cái đợt mà mới á, ho mới xuống á thì bây giờ bán chắc huề vốn hoặc là lỗ công đóng thôi, chứ cũng không kiếm được lời trong này đâu. Rồi, cây số 2 này tương tự cũng 700. Cái cây hai cây này nó rất là mập đẹp luôn á. Lá nó cực kỳ dày và cứng. Đó, thân này nó còn to hơn ngón tay của em nữa. Nên mọi người nhận cây là chắc chắn là sẽ rất là ưng cái cây này. Nó đẹp lắm, hai cây này nha, 700. Cây số 3 700 luôn. Cây này thì nó dài hơn, nó phải được 60 á. Nhưng mà nó ốm cho nên là em tính 700 luôn nha. Đây nè. Cây này nó ốm chứ nó không có mập như hai cây kia đâu. Hai cây kia là siêu đẹp. Đó, đây là số 3 nhá. 700 luôn. Cây số 4 nè. Cây này thì em không đo, em cũng không biết là bao nhiêu sen. Cây này em bán tính là 1,5 triệu nhá, 20 40. Thân này cũng phải 60 là 1 mét đấy. Đấy, 1 mét nè, thì 1,5 triệu nha. Đó, 1 mét 1,5 triệu thì tính ra là 15.000 một sen đúng không? Đó, cây số 4 nè, 1,5 triệu nha. Ơi, số 4 1,5 triệu. Lên hai mầm gốc và cây vẫn đang đi ngọn nha. Đó, đây là cây số 4. Rồi, cây số 5. Số 5 này, cây này. Cây số 5 này thì 1,8 triệu nha. Cây này nó đẹp. Đó, cây số 5 1,8 triệu. Đó, trồng trong trụ sành hai trụ hai thân nó lên vẫn đang đi ngọn nha. Thân nó rất là mập. Đây, thân cực kỳ là mập luôn. Đó, cây số 5 thì 1,8 triệu. Đó, hai cây ho âm 5 cây ho như thế này nha. 5 cây ho đẹp, còn cây nhỏ thì cũng nhiều lắm, 200-300 thì đầy. Nhưng mà hàng nó ở trong nên là em cũng chưa lấy ra. Rồi,